Hey, what are you doing? Welcome back to my channel. Thì mình tên là Dũng và các bạn có thể thấy ở đây là mình đã quay trở lại Mỹ rồi. Và thật sự là cái chuyến bay rất là mệt. Thì mình đã phải bay 8 tiếng rưỡi từ Việt Nam đến Doha, xong ngồi ở sân bay 8 tiếng, xong rồi bay 16 tiếng từ Doha qua đến Mỹ, xong mình phải đi ô tô 3 tiếng từ sân bay về nhà thì rất là mệt. Mình về nhà là 9 giờ tối, hôm sáng hôm sau phải đi học luôn. Xong rồi rất nhiều bài tập về nhà để kiểm tra này kia. Thì hôm nay mình có một chút thời gian rảnh để edit nốt cái video cho các bạn. Thì trong cái đợt nghỉ Tết Tây vừa rồi thì gia đình mình đã có cơ hội đi đến Singapore, một trong những cái thiên đường shopping ở châu Á. Và mình cũng đã quay lại một số cái đoạn video mình shopping trong cửa hàng. Thì mình cũng rất là phân vân khi mình edit cái video này, tại vì những cái footage của mình nó khá là zoom. Thì sorry các bạn, tại vì ở trong những cái store luxury thì họ không cho phép các bạn quay phim và mình phải quay lén. Tại vì họ muốn các bạn đến tận store để trải nghiệm tất cả mọi thứ, từ cái âm thanh, ánh sáng cho đến cái service. Nên là mình đã phải vừa cầm vừa quay thì khá là zoom ấy. Thì sorry các bạn. Nhưng mà mình vẫn muốn cho các bạn trải nghiệm thử xem là ở những cái store luxury thì họ có những cái gì. Vì mình không nghĩ là ai có cơ hội đến những store như này. Mình ở Mỹ 1 năm rưỡi rồi và cái store LV gần nhà mình nhất là cách khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và mình chưa từng đến đó bao giờ luôn. Thì mình muốn cho các bạn xem thử xem ở những cái store như vậy có gì. Thì mong các bạn sẽ thích cái video này. Và bây giờ thì hãy quay trở lại khoảng 2 tuần trước nhé. Thì bây giờ mình đang ở trong phòng chờ VIP ở sân bay Nội Bài. Thì ở đây có rất nhiều món ngon, ở đây có bún này, có cháo này, có súp này kia thì rất là ngon, phục vụ rất là tuyệt vời luôn. Thậm chí ở đây có cả phòng tắm luôn nhá. Thì nếu các bạn nào bay chuyến bay dài thì có thể tắm ở đây. Thì máy bay của mình chắc khoảng độ 1 tiếng nữa sẽ cất cánh đi Sing. Thì chắc là hẹn gặp lại các bạn ở Sing nhá. Thì ở đây là họ có bánh mì này, có bơ này, đây là có salad này, đây là quấy nước uống thì bạn thể uống thoải mái. Ở đây có các loại rượu nữa, phải free hết luôn, nước hoa quả này. Đây các loại chè, bia đầy đủ hết luôn. Ở đây thì họ còn có các món dessert như là chè này, hoa quả, dưa hấu, chuối. Đây còn có súp ngô khoai sắn các thứ luôn này, rất là đẹp luôn. Ok, thì bây giờ mình đang ở trong nhà vệ sinh của phòng chờ VIP. Thì bạn thấy đây không? Bồn rửa tay dát vàng. Còn đây sẽ là phòng tắm này. Đây phòng tắm này rất là đẹp luôn, cực kỳ tuyệt vời. Đó. Ở đây nhá là có cả lược này, bông tăm này, bàn chải răng, kem đánh răng thôi nhá, rất là đẹp luôn, toàn vàng. Mình ở duty free ở Nội Bài, các bạn thấy rất là cute luôn, toàn màu hồng luôn. Đây là có cây kẹo này, đây là có Pandora với cả G-Shock. Còn đây có kính đen các thứ, có của Gucci, Burberry này, Kurt và có đồng hồ này kia. Bên này có Victoria's Secret nữa. Thì duty free ở Việt Nam cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, cũng không có gì cả. Nhưng mà tốt nhất là không nên mua đồ ở Việt Nam. Đây là phòng khách sạn của mình. Nhà vệ sinh rất là nhiều gương luôn. Bồn tắm. Đây là phòng ngủ, 2 phòng ngủ. Và đây là có view ra ngoài. View rất là đẹp luôn, nhìn thẳng xuống đường. 2 cái giường nhỏ nhỏ. Hello, xin chào các bạn. Thì bây giờ mình vừa mới bắt cái taxi xong để đi ra Orchard Center. Ok, thì bây giờ mình vừa bắt cái taxi ra Lucky Plaza để ăn đã. Xong một chút nữa thì mình quay lại Orchard. Thì ở đó sẽ có rất nhiều cửa hàng. Mình thấy là có LV, có Cartier, có Dolce này kia. Thì hẹn lại bạn sau nhé. Mà mình sẽ lấy cái tab parking ở kia là có thịt bò, mấy cả trứng, mấy cả cơm. Các loại Rolex cũ luôn này, kim cương, rất nhiều luôn. Đây là mua bán Rolex cũ và mới. Ở đây có cái Kit Kat rất là lạ, cái Kit Kat vị sô-cô-la thì là 2 gói là 10 đô thì khá là rẻ, là tính là khoảng 170. Đây là họ có Balenciaga này, Prada, có Versace này. Thì mình cứ xem ở đây có đôi Triple S không nhá. Đây là có Richard Mille. Đây là có AP nữa. Tripping. Rất là đẹp luôn. Có hot log kim cương. Bà làm bằng đá. Vừa mới từ Balenciaga ra nhưng mà họ không có màu đẹp cả, chỉ có mỗi màu trắng và màu đen thôi, thì trông khá là nhợt nhạt. Giá thì cũng nếu mà tính sau thuế thì cũng tương đương ở Mỹ. Nhưng mà thật sự đôi giày trông rất là to luôn, mình xem size 42 mà trông thật sự là khủng lồ luôn ý. Thì để xem là xem đôi Gucci White như thế nào đấy nhá. Mình vừa mới xem lại cái ảnh mình chụp thì mình nhận ra là mấy cái màu đẹp nó ở chỗ đằng sau. Thì bây giờ mình sẽ quay lại để xem là có cái màu gì không nhá. Mình từ Balenciaga ra và thử đôi màu đỏ thì sự rất là đẹp luôn, fit trông cực kỳ ngầu, phải cao thêm kiểu 5 phân nữa thì nhưng mà kiểu khá là to ấy, thì mình sẽ sang Gucci để thử đôi Gucci Rite trước, xong rồi có gì sẽ quay lại đây sau. Ở đây thì còn duy nhất một đôi thôi, nếu mà không mua mất. Yeah, let's see. Hello, mình mới quay lại Balenciaga và có được đôi giày. Ở đây có một cái là Best Photography Spot, nghĩa là chỗ đẹp nhất để chụp ảnh cái mall đây. Mình tiếp tục ra đường để sang phố bên kia thì sẽ có LV và có Gucci, thì xem có cái gì không nhá. Thì mình muốn tìm ở LV một cái Pocket Organizer với cả một cái Messenger Bag, thì không biết họ có ở đây không. Thì bây giờ mình đang đi vào Takashimaya thì không biết đây có cái gì. Ở đây có một cái áo của CDG rất là đẹp luôn, trông cực cute luôn. Chỗ mặt chúng ta đang là một store của Hermes. Đây có mấy đôi trang trí cute, có mấy cái khăn với cả mấy đôi giày. Apple Watch Hermes, bàn tay, thắt lưng mua dây riêng mặt riêng. Đây chúng ta có mấy đôi dép cụ hồ Hermes, hình như là 30 triệu một đôi. Da sờ rất là thích luôn. Mặt chúng ta có Cartier, có những cái vòng tay, những cái lắc rất là đẹp luôn, phải nói là tuyệt vời. Hơn 20.000 đô một cái thì phải. Mấy cái vòng tay của Cartier này, cái này là Gross Gold không là 8.600. Đây là có kim cương là 20.000, còn đây là full kim cương thì là 60.000. Có một quả cây thông cao đến 3 tầng nhà luôn, rất là to. Ở trong store LV nhưng mà đây thì toàn mã đồ nữ. Đây có bộ pyjama. Đây có mấy đôi giày của LV trong kiosk, có mấy con mèo này. Mấy đôi này trông như kiểu Balenciaga Speed Trainer. Giờ mình sẽ đi xuống tầng, chắc dưới tầng lại có túi sách này kia. Rất nhiều giày đẹp. Đôi LV 970 đô. Đôi này trông kiểu Jordan 1 á. Đây là một cái bell. Đây chúng ta có cái collection mới của Virgil Abloh với cả LV này. Cái họa tiết Galaxy. Ở đây có một cái made to order, các bạn có thể chọn cái hình này có thể in ở túi của các bạn. Đây là mấy đôi stainless phiên bản 20 triệu. Bây giờ thì mình đang ở trong Chanel, một thương hiệu của Coco Chanel, một trong nhà thiết kế thời trang gọi là nổi tiếng nhất trong năm kiểu 1900. Bên đây có mấy cái lồng chim này. Mấy cái này ra chợ Đồng Xuân mua chắc chỉ 500.000. Mà cả khi còn 250. trong mấy cái túi chẳng có gì đẹp cả. Đây là cốc kem hai vị của mình. Bên kia đường chúng ta có một cửa hàng Off-White, nhưng mà thôi hết tiền rồi, thôi bỏ qua nhá. Bên này có Apple Store này. Đây là cái chỗ mà lúc mà iPhone mới ra là mọi người xếp hàng á. Bên này có Rimowa là một cái thương hiệu vali mà collab với cả rất nhiều hãng nổi tiếng như là Off-White hay là Supreme. Một cái vali tới 2.000 đô, 3.000 đô shipping. Xách cái túi nặng gãy tay luôn các bạn ạ, không phải chịu nổi. Thì ở Singapore các bạn không thể nào bắt taxi dọc đường được, và các bạn sẽ phải đợi ở cái điểm để bắt taxi. Thì đây là cái điểm bắt taxi rất là đông luôn, rất là mỏi. Hello, xin chào các bạn. Yo. Thì mình vừa mới đi shopping về xong thì mua được một đôi giày của Balenciaga ở đây với cả một cái flannel của H&M. Thì chắc bây giờ mình sẽ đi tắm, đi fresh up rồi xong rồi hẹn gặp lại các bạn sau nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ mình đang ở chỗ con sư tử phun nước, và ở bên đây có mấy cái tòa nhà của con thủy, có cái thuyền ở trên và có cái LV lớn ở nhất nhì thế giới luôn. Thì chắc là chiều nay mình ra đấy nhá. Thì đây là con sư tử rất là nổi tiếng ở Singapore, rất là đông người luôn. Nên các bạn đừng có nghĩ có thể chụp ảnh đơn giản nhé. Cái này về xóa người hết ngày không xóa được mất. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ mình đang ở Marina Bay ở Singapore. Và trước mặt mình ở đây đang là một store LV. Thì đây là một store LV ở kiểu ngoài biển luôn. Thì đây là một trong những cái store LV phải gọi là lớn nhất nhì thế giới, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ vào đây xem có gì không nhá. Trước mặt chúng ta đang là cái LV rất là đẹp luôn. Các bạn đi cầu để đi vào cửa hàng. Đây là có quầy custom tên. Đây là mấy cái pocket organizer. Bên đây có rất nhiều giày. Đây là đôi giày giống đôi Jordan 1, còn đây là giống đôi Air Force 1. Stan Smith. Đây rất nhiều nước hoa. Đây là mấy cái túi này. Đây là đồng hồ smartwatch của LV. Ở bên đây có mấy cái phone case này. Nhưng mà cái này không biết có dành cho điện thoại mình không. Đây là có mấy cái móc chìa khóa. Đây là cái collection mới của Virgil Abloh với cả LV này. Bản ở Galaxy. Bên đây chúng ta có rất là nhiều quần áo này. Semi của LV, leather jacket, sở rất là thích luôn. Ok, thì cái vỏ điện thoại này vừa điện thoại của mình, và mình vừa nhận ra cái này là made in Spain chứ không phải là made in France, thì khá là thất vọng. Bây giờ chúng ta đi xuống tầng. Như bạn thấy đây là đến cả cái thang máy có cái logo của LV luôn, trông rất là ngầu. Oh wow, đây có rất là nhiều đèn lồng này. Đây như kiểu là một cái triển lãm ấy. Bên này có những cái màn hình chiếu về đồ của LV. Ok, thì ở dưới tầng là chỉ có rất là nhiều khăn thôi chứ không có gì cả. Ở đây chúng ta có những mẫu giày rất hot của LV. Đấy là mấy đôi LV Aswai này. Đây là có cái bản mới của LV, có chữ Louis ở đây. Đây là mấy đôi gì như kiểu Balenciaga này, rất là đẹp luôn. Mình rất thích đôi này nhưng mà con trai đeo không hợp. Mình nghĩ là con gái đeo hợp hơn. Thì các bạn thấy ở đây LV họ bày rất là nhiều những cái trong những cái thùng như thế này. Thì có lẽ bây giờ không ai mua mấy này nữa, nhưng mà họ vẫn bày tại vì đây là cái thứ đã tạo nên thương hiệu của LV. Là ngày xưa LV là một thương hiệu chuyên làm những thùng như này, và có những vị vua ở Pháp ngày xưa đã nhờ LV thiết kế riêng cho họ. Thì đây là món đồ đắt nhất của LV, chính là cái mà tạo nên LV bây giờ. Đây là có một bộ đựng bóng bàn này, còn đây là bộ đựng bóng góp này, rất là hay. Ở đây họ vẫn còn cái túi của Galaxy. Thì ở ngoài chúng ta có những đồ trang trí rất là hay, kiểu cây xương rồng với cả những đôi giày rất là cute luôn. Bên đây chúng ta lại có Cartier này, Tiffany, Enzo, Prada. Và bây giờ mình phải đi kiếm chỗ để ăn đã, đói quá rồi. Ở đây chúng ta có một store của Mont Blanc này. Bên đây là YSL, Hermes, Versace. Rất là nhiều brand luôn. YSL là 2 tầng luôn này, LV cũng vậy. Ok, thì có lẽ video này hết rồi. Thì nếu các bạn thấy video của mình hay hữu ích thì đừng quên để cho mình like, subscribe kênh. Bây giờ thì peace out.